Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Đã quá trễ để bảo hộ thương mại trong nước trước doanh nghiệp Trung Quốc. Ngày 2 tháng 3, AFA tiếng Việt có bài phân tích, Trung Quốc phát triển mạng lưới tổng kho dọc theo biên giới Việt Trung, công nghiệp nhẹ Việt Nam sẽ ra sao? AFA dẫn thông tin từ trang Bạn Đường, một tạp chí của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, ngày 22 tháng 2 cho biết, Trung Quốc đã và còn tiếp tục xây dựng một loạt các tổng kho khổng lồ chứa hàng hóa dọc theo biên giới Việt Nam. Và đây là hình bản tin trên AFA. AFA dẫn quan điểm của tiến sĩ kinh tế Nguyễn Huy Vũ ở Na Uy chỉ ra rằng họ có một chiến lược rất dài hạn. Đầu tiên là họ đầu tư vào các sàn thương mại điện tử. Bước thứ hai là họ xây dựng các tổng kho chứa hàng hóa dọc theo biên giới. Mục đích của các tổng kho này là làm cho việc vận chuyển rẻ hơn để thúc đẩy thương mại điện tử. Ngoài ra, Việt Nam cũng tăng cường số hóa cho nên hoạt động thương mại điện tử cũng sẽ càng phát triển trong thời gian tới. Vì vậy, việc Trung Quốc phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam cũng nằm trong bối cảnh đó. Không chỉ thúc đẩy thương mại điện tử vào Việt Nam, Trung Quốc còn muốn sử dụng Việt Nam để thúc đẩy hàng hóa vào Đông Nam Á. Tiến sĩ Vũ cho rằng, Việt Nam và Trung Quốc có sự hợp tác rất lớn trong chiến lược thúc đẩy hoạt động thương mại của Trung Quốc đi Đông Nam Á. Bằng chứng là Việt Nam đã xây dựng một mạng lưới đường cao tốc kết nối Hải Phòng tới biên giới Trung Quốc. Việt Nam cũng có kế hoạch phát triển mạng lưới đường sắt kết nối Trung Quốc với cảng Hải Phòng. Như vậy, Việt Nam trở thành một chặng trung chuyển cho Trung Quốc để phát triển xuống thị trường Đông Nam Á. Và đây là hình một tổng kho của Trung Quốc gần biên giới Việt Nam. Hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc tràn vào thì người tiêu dùng Việt Nam có lợi, nhưng doanh nghiệp Việt Nam sẽ gặp khó, Tiến sĩ Vũ nhận định. Hiện nay đã quá trễ để bảo hộ thương mại cho doanh nghiệp trong nước các doanh nghiệp trong nước phải chấp nhận cạnh tranh với trung quốc hoặc phải đóng cửa đó là một mặt trái của chính sách kinh tế mở gia nhập toàn cầu của việt nam mặt khác trung quốc muốn mở rộng sản xuất ở việt nam xuất hàng hóa từ việt nam vào các thị trường âu mỹ bằng cách đó họ né tránh các đòn trừng phạt kinh tế của phía mỹ tiến sĩ vũ giải đáp Thực tế là điều đó đã diễn ra rồi. Khi giá nhân công Trung Quốc tăng lên, thì doanh nghiệp Trung Quốc đã sang Việt Nam lắp ráp ở khâu cuối để tận dụng giá nhân công rẻ hơn. Điều đó đã diễn ra lâu rồi chứ không phải gần đây. Họ lắp ráp ở Việt Nam để chuyển hàng hóa về Trung Quốc một phần và một phần xuất khẩu tiếp đi các nước khác. Gần đây, khi căng thẳng thương mại Mỹ-Trung lên cao, thì Trung Quốc càng tăng cường chiến lược nói trên hơn nữa, tức chuyển sản xuất sang Việt Nam để xuất đi nơi khác. Việt Nam đã chấp nhận cuộc chơi rồi, bây giờ hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc tràn sang. Các mặt hàng công nghiệp chế biến, máy móc đều rất rẻ. Việt Nam muốn cạnh tranh thì phải thay đổi. Nếu không có gì thay đổi thì các ngành công nghiệp nhẹ của Việt Nam sẽ dần dần biến mất. Và đây là hình cửa khẩu móng cái, nơi diễn ra các hoạt động giao thương Việt-Trung. AFA cũng dẫn lời kỹ sư Kim Nguyễn, một chuyên gia cấp cao về công nghệ và kinh doanh của công ty Voyager Space, một công ty đa quốc gia ở California, Hoa Kỳ cho rằng Việt Nam có rất nhiều điểm thắt cổ chai khiến doanh nghiệp trong nước không thể phát triển được. Theo đó, hai điểm cản trở doanh nghiệp Việt Nam cạnh tranh với Trung Quốc là chi phí vận tải và chuỗi cung ứng nguyên liệu sản xuất. Ông cho biết chi phí vận tải ở Việt Nam cao hơn Trung Quốc 30%, đồng thời nền sản xuất công nghiệp nhẹ của Việt Nam phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung nguyên liệu từ Trung Quốc. Trong khi đó, theo kỹ sư Kim Nguyễn, nhà nước Trung Quốc lại có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân rất mạnh mẽ để họ phát triển và cạnh tranh với nước ngoài. Nói một câu dân giả thì con bò bên Trung Quốc vẫn bị nhốt trong chuồng nhưng người ta cho ăn. Khi vắt sữa thì vắt sữa có chừng mực để con bò tiếp tục được vỗ béo. Còn con bò ở Việt Nam bị nhốt trong chuồng, không ai quan tâm cho nó ăn, còn vắt sữa thì vắt đến kiệt sức. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin đã quá trễ để bảo hộ thương mại trong nước trước doanh nghiệp Trung Quốc. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Thế gì qua phiên tòa xử nhà báo Hàng Ni? Ngày 2 tháng 3, BBC Tiếng Việt đăng bài bình luận của luật sư Đặng Đình Mạnh với tựa đề Phiên tòa nhà báo Hàng Ni nhận tội chưa hẳn vì có tội. Theo đó, vào ngày 1 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã xử phạt hai luật sư Đặng Thị Hàng Ni 18 tháng tù giam và Trần Văn Sĩ 24 tháng tù giam liên quan đến vụ bà Nguyễn Phương Hằng. Tác giả dẫn tường thuật từ truyền thông trong nước tại phiên xét xử, cả hai đều nhận tội và các luật sư của họ cũng bào chữa theo hướng có tội, đồng thời đề nghị tòa án xem xét cho họ chịu mức hình phạt tương đương với thời gian tạm giam, tức là 12 tháng. Và đây là hình bài bình luận trên BBC. Tác giả bình luận là luật sư và biết là vi phạm pháp luật thì tại sao họ vẫn làm mà lại làm công khai trước hàng ngàn, hàng trăm ngàn người. Để rồi họ phải trả giá đắt, không chỉ bằng nghề nghiệp của mình mà còn là sức khỏe, thời gian, uy tín vì bản án có tội và những năm tháng tù đại. Tác giả nhận định Câu trả lời chỉ có một, rằng họ và cả tác giả chưa bao giờ đánh giá những phát ngôn của họ là vi phạm pháp luật, nếu có chỉ là lỗi dân sự mà thôi. Cơ sở để tác giả khẳng định điều đó là pháp luật, cả luật quốc nội lẫn công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. Với luật quốc nội, hiến pháp tại điều 25 quy định về quyền tự do ngôn luận của công dân. Với công ước quốc tế, công ước Liên Hợp Quốc về các quyền chính trị và dân sự năm 1966 chính quyền Việt Nam đã ký kết tham gia Công ước năm 1982, tại Điều 19 cũng quy định về quyền tự do ngôn luận. Theo đó, các điều luật 331 và 117 của Bộ Luật Hình sự hiện hành chế tại các phát ngôn của công dân đều vi phạm Điều 25 Hiến pháp và Điều 19 Công ước Liên Hợp Quốc. Và đây là hình bà Đặng Thị Hàng Ni và ông Trần Văn Sĩ. Thế nên, theo tác giả, Điều 331 và 117 đều vi hiến và bất hợp pháp. Tòa án không có quyền vận dụng điều luật vi hiến bất hợp pháp để kết tội công dân. Tác giả phân tích, dĩ nhiên quyền tự do ngôn luận không phải là một quyền tuyệt đối, ranh giới của nó chính là lợi ích của người tổ chức khác bị xâm phạm. Tham chiếu luật pháp của các quốc gia văn minh trên thế giới thì sự xâm phạm ấy chỉ bị đánh giá là lỗi dân sự. Người bị xâm phạm có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu bồi thường. Việt Nam là một quốc gia hiếm hoi xem việc lợi dụng quyền tự do dân chủ như là một tội danh hình sự. Tác giả nêu dẫn chứng, trường hợp Thủ tướng Singapore Lý Hiện Long, người từng rất nhiều lần sử dụng quyền khởi kiện dân sự đối với những người phỉ bán mình để yêu cầu bồi thường danh dự. Nếu ở Việt Nam, người phỉ bán tương tự đã phải chịu mức phạt hình sự trên mức 10 năm tù giam vì xúc phạm lãnh tụ lãnh đạo. Tác giả bình luận, trong các vụ án xét xử về tội danh theo Điều 331 hoặc điều 117 Bộ luật hình sự đều phải áp dụng thủ tục giám định tư pháp về nhận thức, quan điểm, tư tưởng của nghi can. Và đây là hình một số nhà hoạt động bị tù theo điều 331 hoặc 117. Điều này cũng lại là một đặc sản riêng có trong luật pháp hình sự Việt Nam. Trên thế giới thì nhận thức, quan điểm, tư tưởng đều là các ý niệm tự do. Chính quyền không phán xét nên không có bất kỳ định chế tư pháp nào để giám định về chúng cả. Tác giả đánh giá là người trong nghề, hai luật sư Đặng Thị Hàng Ni và Trần Văn Sĩ cùng các luật sư của họ rất hiểu điều đó. Và dĩ nhiên, họ cố gắng đạt được lợi ích cao nhất trong vụ án là hình phạt tù giam thấp nhất. Vì vậy, giải pháp nhận tội, thậm chí nhận tội thành khẩn mới là cách thức duy nhất để đạt lợi ích đó và cả hai luật sư đã chọn giải pháp nhận tội. Tác giả so sánh, vụ án này cũng cho thấy sự khác biệt lớn nếu so sánh giữa những người lên tiếng vì mục đích tranh đấu phản biện làm cho xã hội tốt đẹp hơn. Một khi họ tự đánh giá rằng mình thực hiện quyền tự do ngôn luận do hiến pháp công nhận, thì hầu như không ai trong số họ nhận tội khi bị xét xử. Thế nên hình phạt của họ bao giờ cũng nặng nề hơn rất nhiều lần, tuy rằng xét xử với cùng tội danh. Tác giả kết luận, điều này cho thấy sự nhận tội của cả hai luật sư Đặng Thị Hàng Ni và Trần Văn Sĩ không phải vì họ có tội, mà chỉ là một sự tính toán thiệt hơn mà thôi đánh giá về vụ án, công chúng nên giữ góc nhìn khách quan như vậy. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Thấy gì qua phiên tòa xử nhà báo Hàng Ni? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.